em mà cắt ra một cái sừng. Ui, ôi rồi, dụng là nó mất cuống rồi. May gì nhá. Cao cái này chắc phải xem nhiều hơn. Đây là mấy quả vàng chứ gì. Cái canh này chưa. Đẹp thế. Thơm ấy. Đây làm tinh dầu bưởi các kiểu được ấy. Ừ, làm lấy vỏ. Sao đầu ấy, sao đầu của bà có bà. Đây một quả nữa này. Ừ. Đâu? Đây. Ui. Ừ. Cầm vào đấy. Ấy mấy quả này thì không cắt được tí. Thấy nhiều phết đấy. Cái ra đây cho mình gửi bạn. Đấy, đây rồi, cho tao bao tải. Cái này đầy quá. Đi mua lấy một gói đường để làm mứt bưởi vậy nhé. Nắng này phơi được nhỉ. Quả này không phải. Ôi, quả này thối rồi. Được không chị? Thấp quá, một
Được không? Sợ đứt quay. Để nhớ nhờ người ta cho nhá. Được không anh? Được. Chị đi đây. Được không? Được, chắc cái quay nó không đứt đâu. Bằng khen, nhắc về đỏ, quân huy chương và tất cả các loại giấy tờ khác, nhắc về đẹp đấy ngay. Chúng tôi chuyên cắt chìa khóa, mô tô chìa khóa nhà, khóa tủ. Chưa có thời gian chưa? Thank you.
Cây cà chua ấy. Làm từ kia đã, từ trong kia đã, từ kia nhé. Ừ, đấy, từ đầu ra đây. Rất tồi lắm, sốt. Đó, con đừng là... Đây đấy chị, đây, từ đây đi lên. Ơ, em nhổ cái cà rồi à? Không, bọc từ đây, có được nhổ đâu. Hay ông, hay cô. Thẳng đây nhá. Đây, còn lối đi. Được không? Đất. Để có qua mà đã về. Dọc này mình luống. Trồng được hai gốc. Đi kìa.
được đâu, không thả đâu. Con lợn đi chị Thơm ơi, đừng có cho nó phá cây chuối này nữa. Nó xuống đây là nó quen đấy. Ừ. Trồng hai bữa đi chưa? Cây to khỏe thế nha. Đây. Đây trời. Đây trời đây. Hai bữa nhiều đấy mà ông ấy không bự là chuối à? Không. Ừ, không không có lá chuối đâu, nó xếp xếp lên đấy thôi. Đây. Cây đều phết này. Cà chua phải dùng bầu trồng như này kiểu phát nổ phát xịt đấy. Có một nghìn cây ha. Đây để cái cua gạn dầu nhé. Cái này cứ cho ra đầu đậu cũng được chị ạ. Cứ trồng kìa. Thôi 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 trồng rộng ra nhá. Thôi thôi đây nhá. Đất này chỉ cần tưới mỗi nước thôi. Ừ. Cháu còn chẳng cần phân ấy. Cũng phải cho ít NPK. Thả phân thì chẳng có cái gì nó lớn. Mỗi mũi. Mũi này. Mấy cái to khỏe. Nếu mà cái này trồng mà được mát này qua đêm nhá, ý được tưới cho nó ít nước thì mai chắc chả phải đậy. Nếu như mà đậy được một ngày thì đẹp. Mài mờ biên. Có vẻ nhưng phải không thả nợ. Ừ, không có gì phá. Thank you.
Đến đâu vùi lấy luôn đi chị ơi. Xong là tí nữa còn tưới nữa. Đến đâu mình xong đấy luôn. Khoảng 30 phút nữa thôi. Đang làm việc đó. Nó sẽ phải sập nhanh. Bây giờ tối nhanh rồi. 4 giờ mình mới làm ấy. Tầm này đang tầm giờ ương. Vẫn nắng nhưng mà tối thì vẫn tối nhanh. Mai mà vẫn nắng như hôm nay là phải che đậy vào. Cái này theo để đây thôi.